xin chào mọi người nha. Thì hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn cách làm một cái khuôn hoa hồng rồi đúng không? Thì hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một bông hoa hồng từ cái khuôn đã có sẵn nha. Nào mời các bạn cùng xem video với mình. Rồi thì đây chính là cái khuôn mà hôm trước mình đã hướng dẫn cho các bạn làm nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm hoa hồng dựa trên cái khuôn này nha. Đây mình sẽ làm hoa hồng từ một tấm vải nỉ màu đỏ nha các bạn. Thì mình thích làm hoa hồng màu đỏ vì nó nổi á. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể làm màu hồng hoặc là màu vàng gì đó, tùy ý các bạn nha. Rồi thì giờ các bạn để cái khuôn mà mình có nè, các bạn để lên tấm vải nỉ. Mình sẽ để sát cái mép này cho tiết kiệm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đồ theo nè. Đó, mình sẽ đặt bút vào, mình đồ theo những cái đường này. Các bạn chỉ cần đồ những cái đường cong này thôi. Còn cái đường tròn phía ngoài đây á, cái đường tròn phía ngoài đó thì các bạn không cần đồ nha. Chút nữa mình sẽ tự cắt được. À quên, mình sẽ để cái phần khuôn mà nó có cái đường nẹp này lên phía trên để cho nó khỏi cắn nha các bạn. Thì như vậy thì mình đã vẽ xong cơ bản những cái nét của cái hoa hồng trên tấm nỉ đỏ rồi nè. Bây giờ mình sẽ đồ lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái hoa rời ra. Các bạn chú ý cắt cho đúng cái đường vẽ, đừng có cắt lộ cái đường bút bi nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cắt cái đường viền phía trong này nè, nó có những cái đỉnh nhọn ở phía trong cánh hoa đó, các bạn cắt bỏ đây thì khi cuốn mình sẽ giữ dễ hơn, còn nếu bạn nào không thích thì mình để cũng được nha. Nhưng mà riêng mình thì mình sẽ cắt để cho lát nữa cuốn nó sẽ tiện hơn các bạn. Thì bây giờ cắt mép cong một xíu. Rồi đó các bạn, vậy là mình đã cắt xong phần hoa hồng rồi nè. Thì tiếp theo của chúng mình là cuốn cái hoa lại là xong thôi. Bây giờ cuốn hoa, các bạn nhìn này nghe, mình sẽ cuốn theo cái chiều vô phía trong như thế này nè, đó. Đây, cuốn từ ngoài cuốn vào. Cuốn tròn lại thôi các bạn ơi. Rồi cuốn được một tí thì các bạn nên giữ tay như thế này nè. Đó các bạn lăn vào thôi, đó dễ không?
cơ bản là cái hoa của mình nó sẽ như thế này. Nhưng các bạn nên các bạn thả lỏng tay ra cho nó tụt cái hoa ra một xíu thì nó sẽ đẹp hơn nha. Như vậy là chúng mình xong một cái hoa hồng rồi nè, các bạn thấy dễ không? Việc của chúng mình là bây giờ chúng mình dán cái đế vào nữa thôi. Các bạn khi dán á, các bạn chỉnh sao cho cái hoa mình nó vừa ý với các bạn ấy, rồi các bạn dán xuống cái đế nha. Như mình thì mình thích cái nhụy hoa nó sẽ xoắn lại hơn. Mình sẽ xoắn nó lại rồi mình sẽ dán xuống. Các bạn dán cẩn thận, keo rất là nóng nha các bạn. Lúc nào mình dán mình hay bị phỏng tay với cái keo này đó. Rồi các bạn coi chỗ nào hở thì các bạn cho thêm một xíu keo thôi. Cẩn thận đừng để lên keo nha. Đó, cố định nó xuống luôn. Cái này nếu mà là các bạn mà làm hoa bằng giấy á thì nó rất là dễ, bởi vì giấy nó có cái độ xoăn, nó sẽ xoăn được. Còn cái này vải nỉ nên nó khó uống lắm các bạn. Nên là mình phải chịu khó cố định lại bằng keo nha. Thế các bạn, như vậy thì cơ bản là một cái hoa hồng của mình cũng đã xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ làm tiếp cho nó cái phần những cái lá của nó nha. Thì một cái hoa hồng thì các bạn có thể làm một lá hay ba lá thì tùy các bạn. Lá của nó thì mình sẽ làm màu xanh xanh tươi này. Cũng làm từ vải nỉ luôn nha. Mình sẽ làm chỗ này là đủ một cái lá rồi. Rồi bây giờ các bạn sẽ tỉa xuống này. Cánh hoa hồng thường nó có những cái răng cưa đó các bạn. Đó. Rồi đó, cơ bản là như vậy nha. Thì bây giờ các bạn sẽ dán xuống phía dưới cái đế của nó này. Đó. Rồi như vậy là hoa hồng làm từ khung của mình cũng đã xong rồi đó. Đơn giản không các bạn? Thì các bạn chỉ cần có một cái khung như thế này là các bạn có thể làm ra cho mình được những cái hoa hồng thật là xinh xắn rồi. Mình nghĩ là hoa hồng như thế này thì ai cũng sẽ tự làm được thôi đúng không? Thì các bạn hãy làm cho mình những cái hoa hồng như thế này nha. Mình có thể treo tường hoặc là mình làm hoa, mình thêm cái cây mình cắm vào bình cũng được. Thì chúc các bạn sẽ làm được những cái hoa hồng thật là đẹp nè.
Rồi nếu các bạn cảm thấy kênh mình hay thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.